Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ngày hôm nay thì theo như hôm qua Khải có nói thì vào tối ngày hôm nay chúng ta sẽ mở 23 rương bảo rương trong bảo móc giả tẩu 3k ở cùng mấy chỗ này. Và hiện tại mấy chỗ này hiện tại ở móc giả tẩu thì nó chỉ ở cái nhiệm vụ khoảng tầm 3k3 thôi anh em. Thiệt sự là mới cái 3k3 thôi. Nên là thiệt sự những cái rương này nó rất có giá anh em. Ở rương này thì có người bán 4 kim, có người bán 3 kim rưỡi. Và gom ở cái video này thì gom được 2, 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 rương nha anh em. 23 rương thì cho trung bình là như Khải có nói thì sơ qua thì 23 rương mà nhân cho 3,5 một rương thì nó sẽ tốn khoảng tầm 80,5 kia kim. 80,5 kim mà nhân cho kim giá của server là giá 70 thì ở video này sẽ hết 5.635.000. Mong sao đơn giản thôi anh em. Trong bang cũng có rất nhiều anh em là mong sao mà ra được cái giá trị ăn bang thì có thể là bù lỗ tuyệt đối, thực sự là bù lỗ quá tuyệt bù lỗ luôn em, mà biết là như thế nào nha. Hoặc là nhẫn ăn bang này nọ thì ok nha anh em. Mong sao nó sẽ ra được đồ ăn bang. Nếu mà không ra được cái giá trị thì cũng cố gắng sao mà ra được cái nhẫn ăn bang bù lỗ nha anh em. Thực sự là chỉ mong như vậy. Còn đồ định quốc thì hiện tại thì cái set đồ định quốc của Khả đây là set đồ normal server. Đó, đây là set normal server. Chưa có set thứ hai. Ở bên server kia, bên bang kia thì họ cũng có một set, nhưng mà không biết là set như thế nào. Còn này là gọi là hôm trước Khải đu top trong bang là được một set này đó. Rồi với một nhẫn may mắn 25. Đó, con Thúy Yên như nào, chuẩn bị Khải sẽ giao dịch cho con Thúy Yên mở set mở đồ như nào. Và giao chuyện 6 này, nhẫn 5 này, nhẫn bòi 4 này. Thì cái này 6 này, 4 là 10, là 10. Những nhẫn này 5 là 15. Với cái nhẫn này 25 là 40. Kèm với cái nhẫn này nữa là 45. Đó, 45 may mắn như nào. Và bây giờ Khả sẽ giao dịch vào con Thúy Yên và chúng ta cùng mở đồ nha Nam. Chúng ta cùng mở đồ ở con Thúy Yên nha. Ok, tại vì bên con Thiếu Lâm nó chặt chỗ quá. Ok, giao dịch qua ngay. Bây giờ Khả sẽ lên Hoa Sơn cảnh kỳ trường luôn. Hai ạc lên Hoa Sơn cảnh kỳ trường luôn. Trước khi mở đồ Khả qua thành đô. Khả cho anh mày cái tiền nè. Rồi, chuẩn bị em lên Hoa Sơn, bị lên Hoa Sơn mở đồ nha Nam. Bị lên Hoa Sơn mở đồ nha. Tầm sáng nó mở ra được cái ngọc bội vô tình nó bán 5 triệu. Dạ. Yeah. Mua giá 60 là giá mua ngồi, mua cái giá rẻ này, lại tính giá đơ đó. Cố gắng em ơi, nó cho anh mấy tiền này. Cho 100 ngân lượng này. Nói chung là đa tạ cái lòng tốt thì mình nói chung mình cho nó ở hiên gặp lành thôi chứ. Đó thấy không? Mình trước khi mình đi mở một gì đó thấy anh mày bảo mình ở hiên gặp lành không nè. Đó. Rồi ok, đó. Rồi, sau khi được cái câu chúc mừng của anh mày thấy sướng sướng rồi đó. Rồi, lên sạc. Với xếp mình bánh 45, mình bánh full trong này thì quá tựu các kiểu này đều thử ra gì đây. Cố lên. Rồi, làm bên Phúc Duyên, làm bên Phúc Duyên nữa. Rồi, vô. Phúc Duyên thì 7.600 rồi. 7.600. Lên. À, AD đứng đây nè mày, AD đứng đây nè mày. AD cho xin cộng dây chuyền ăn bạc đa chiếu ảnh này nè mày. Không bị em được AD nè mày. AD là một người gì đó không bị em được anh em ơi. Tầm này Khải đỡ đi chan em ơi. Ok, ngày bỏ nhiêu tình đón định quốc gia chuyện ăn bạc bắt đầu nha. Ok, anh em run in luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lên này mở rương. Trước khi mở thì lưu anh này đứng ngay đợt chặt rương này mà. Rồi lần này Khải sẽ giao dịch cho nó là 2, 4, 6. Có vẻ là như là 8, 9 rương rồi đó. Tại vì không đủ chỗ nè. Rất là chặt rương. Không đủ chỗ luôn á. Bắt đầu thu lên đó. Giao dịch qua. Khui hạ. Này là 9 rương rồi. Một lần khui 8 rương vậy nè. Khải sẽ khui 3 bát, 3 lần liên tục. 3 lần liên tục tại vì nó không đủ chỗ. Này dư 1, 2, mớ rương nữa từ giờ lấy nè, giờ lấy rương nè. Lấy thêm rương vậy nè. Còn dư chỗ mà lấy rương khui tiếp. 1, 2, được 3 ô nữa. 1, 2, 3. Rồi ok, khui nha em ơi. Khui nha em ơi, khui. Trước khi khui thì em sẽ ăn may mắn nha Nam. Đây, đầu tiên em sẽ ăn hoa đào tăng 20% may mắn này. Rồi, hoa mai tăng 10% may mắn này. Là
bao nhiêu rồi, 45 cộng với 30 là 75% may mắn, 75% may mắn rồi. Cái này 10 điểm may mắn này đó, với lại 30 điểm may mắn nữa thì có 40 điểm may mắn nữa, thì hơn 75% với lại 40 điểm may mắn rồi. Khui ha, được rồi, bỏ bằng góc này, bói bói cho nó hấp dẫn nè. Rồi 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 rồi, hơn 400 anh em, 470 anh em đang xem, cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Hơn 470 anh em đang xem, cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Khui rương đầu tiên này. Khui rương đầu tiên anh em ơi. Khui ha. 1 rương, 2 rương, 3 rương. Rồi, ok. Khả năng nhấp 3 rương anh em, khả năng nhấp 3 rương anh em ơi. Hiện tại nếu video này mà thành công thì sẽ tiếp tục có những bắt tiếp theo cho anh em xem. Khui. Khui ha. Ôi giời. Má, 2 giây ăn vàng, biết nhu tình ăn vàng này. Tiếp tục. Đồ, nhận nhu tình anh em ơi. 2 giây ăn vàng, biết nhu tình ăn vàng này. Nhận. Nhận này chắc hiệp cốt rồi, nhận này chắc hiệp cốt rồi anh em ơi. Đây lưng Đình Quốc. Ngon ngon. Đón Đình Quốc, đón Đình Quốc. Áo nhu tình. Áo loại một giá chuyền đó. Đủ sức. Rồi xong, đủ 8 rương em ơi. 8 rương chữ gì? Chưa bói coi này. Nhu tình, nhu tình. Thằng nhắn này nhu tình là chất keo này. Nhắn hiệp cốt 20. Ôi trời ơi. Ngon nô 1. Ôi trời ơi à, một đại lưng nô 1 em ạ. Đẹp tuyệt vời, ông việc trời luôn. Ôi trời ơi, quá ok. Hiện tại là xong 8 rương mà ra được cái món này, thực sự là một cái món quá ok em ơi, thực sự mắt tóc bình luôn. Cái này mà 50 nữa thôi, giới khác gì cực phẩm rồi nam. Ok. Nhu tình hiệp cốt. Ok, nhu tình hiệp cốt em ơi. Rồi ok. Hiện tại Khải sẽ giao dịch những cái món thừa này qua bên kia. Khải sẽ đường Thiếu Lâm lên tiếp tục lái đồ nha em ơi. Quá ngon cái đai lưng luôn em ơi. Thực sự đai lưng này quá đẹp luôn em ơi. Không có gì để chơi đai lưng này luôn. Thực sự ở server này thì anh em không hiểu chứ, anh em có thể chơi server khác anh em không biết như thế nào chứ. Server này ở đây lưng nó gọi là hàng nô 1 này mà, chưa có cái nào đẹp hơn đâu anh em ơi. Hàng nô 1 anh em ơi, nếu mà anh em nào đã có nón cực phẩm, áo cực phẩm và cũng như có bao tay cực phẩm Định Quốc như Khải thì cái đai lưng này không khác gì cực phẩm luôn anh em ạ. Thực sự rất có giá luôn, quá ngon. Và chúng ta sẽ mở tiếp tục, đó là 7 rương nữa, nãy mở 9 rương đúng không? 2, 4, 6, bây giờ sẽ mở 8 rương. Bây giờ sẽ mở 8 rương anh em. Rồi, Khải sẽ lên tiếp theo. Quá ngon rồi. Tiếp theo. À, tổng giá trị nhu tình em ơi. Nhỏ thiệt luôn. Thấy ba giá trị thấy oh, ngon anh rồi. Cho nhu tình em. Đó mà ra ăn ban thiệt sự là quá bình luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục 8 rương. Lúc nãy 9 rương đúng không? Bây giờ sẽ là 8 rương nè. Bây giờ sẽ là 8 rương. Và tuôn cuối cùng sẽ là 7 rương. Và Khải đi với cái hướng đó là 987. Đó, Khải đi dòng ngược như thế nào. Đi dòng ngược loại dòng. Cái này bỏ qua khỏi chặt rương. Rồi mình có cái ô mà mình bói tiếp. Anh em đang xem, gần 500 anh em đang xem, đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và lần ở video này Khải đầu Khải quay cho anh em xem thì đã chi phí hết khoảng 5 triệu 6 Việt Nam đồng anh em ơi. 5 triệu 6 Việt Nam đồng đó nè. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ chơi nha. Còn anh em nào xem được thì xem nha, không xem được thì thôi, không sao nha anh em ơi. Chờ đợi gì anh em, tại vì mình làm mình cũng phải ra một video hoàn thiện cho kênh khán giả xem thì Khải cố gắng từ từ anh em. Anh em cứ hối thì hối sao được. Rồi ok này, tiếp theo này. Cái đai này đỡ mà nói, cái đai này cực phẩm thì đỡ mà nói, cái đai này tầm giá nếu mà thiệt sự cái đai này bèo lắm phải 10 triệu. Bèo lắm cũng được 8 đến 10 triệu anh em, thiệt sự luôn. Rồi tiếp theo này. Khui. Hiện tại ở góc này nó hơi bị chật, Khải sẽ bỏ cái góc dưới. Tại vì anh em đơn giản anh em, nếu mà anh em đua top ban hội hoặc anh em đua top này nọ, anh em mở ra một cái đai cực phẩm như thế này á thì anh em phải tốn chi phí khoảng tầm là 200 cá nhân hoặc là 200 cá nhân cho đến 300 cá nhân, tương đương khoảng tầm hơn 15 triệu, hơn 15 cho đến hơn 15 triệu để có thể sở hữu được một cái đai cực phẩm 80 và 50 sinh lực năm. Đó, còn cái này là 80 30 rồi, quá đẹp anh em ơi. 80 30 quá đẹp luôn. Khui. 1 2 3. Đù, sao tổng nhẫn không người ta? Tổng nhẫn không nhỉ anh em?
Má tụi nhẫn không thấy quớ rồi nè mà. Nhẫn không thấy quớ quá. Nhẫn không vậy ta. Nhẫn dây chuyền biết gì đâu, ăn bàn gì đây. Ui. Trời ơi, nhẫn cái chuyền không. Cho rồi, toàn toàn. Chính thức là 8 lúc này chắc ra khơi rồi nè mà. 8 lúc này chắc ra đảo rồi. Nhắm nhắm cho cái lưng đẹp đẹp vậy đó. Thấy là lưng đẹp chưa nè. Ra cái món nào đẹp đẹp giống này cái nào nè em ơi. Ui. Nhắn cái bạn hỏi coi, nhắn cái bạn hỏi coi, đang cần nhắn bạn hỏi anh em. Ui xôi, toàn cho chuyện không có nhắn ăn bạn rồi, có nhắn bạn nó sáng rồi nè. Nếu có nhắn bạn là khả năng sáng rồi. Ui xôi. Ui xôi. Ôi sơ. Được cái dây chuyền anh em, được cái chuyền 10 cũng được. 10 kim. Vãi chứ. Được cái chuyền 40 anh em. Ôi, trời ơi, được 21. Cái này như này, 19, 20. Ôi. Đẹp luôn. Đẹp luôn. 40. Rồi, toàn rác luôn em ơi. Rác luôn. Hiện tại bây giờ là đai lưng 40. Cái này dây chuyền 40. Đâu à, còn 7 rung cuối cùng em ơi. Là khả lên 7 rung cuối cùng em ơi. Là khả lên lấy thêm 7 rung cuối cùng đó. Là cái vẻ to này. Lên. Mở nhanh hơn làm gì. Mở từ từ nó mới ngon. Biết gì chẳng mở nhanh. Mở nhanh toàn rác với rác luôn á. Rồi, 7 rung cuối cùng em ơi. Hãy lái cái đã. Đâu đại lưng tính ra được hồng dây chuyền nhu tình, dây chuyền hiệp cốt mắt ọp, đại lưng mắt ọp. Hiện tại đang thiếu là áo nhu tình, đồ ăn ban đâu, áo nhu tình đồ ăn ban đâu. Hiện tại đang cần áo nhu tình và ngọc bội nhu tình em ơi, cũng như là ngọc bội hiệp cốt em ơi, cũng như ngọc bội hiệp cốt em ơi, như ngọc bội hiệp cốt em ơi. Đây. Ra như đó là cảm giác thấy em được cái đai lưng thấy êm anh rồi em ơi. Đai lưng đó nếu có người mua chất bèo lắm được 10 củ nè. Đây, 7 rừng cuối cùng. Khai đi quét rác rồi. Đồ. Hôm trước có một người mở ra một nhẫn kháng băng 25 nha em. Có một người mở ra một nhẫn kháng băng 25 nha mọi người. Có một người mở ra một nhẫn kháng băng 25. Và sau video này Khả sẽ tổng hợp video mở ra những một vật phẩm gì cho anh em xem sơ qua nha. Và tại vì nhiều anh em cứ bảo Khả là sau một cái mở rương hoặc là một cái lệnh bài boss như thế nào á, thì sau tổng hợp video cho anh em xem thì ok. Ở video này Khả sẽ bắt đầu làm những video tổng hợp ra vật phẩm nhiều vật phẩm gì cho anh em xem nha. 987 nè. 987 887 887 887 nè. Là còn 7 rương cuối. Rồi, khui ha. Một rương này tương đương khoảng tầm mấy 3 kim năm thì nó tương đương khoảng tầm như này ngài có nói nó vài trăm nghìn nè. 3 kim năm một rương thì khoảng tầm 250 Việt Nam đồng. Khui ha. Ôi giờ trong có món nào dư dả xíu vậy. Ôi áo hiệp cốt rồi. Nhẫn. Trời ơi, được đúng một đai lưng anh em ơi. Đúng một đai lưng anh em ơi. Trời ơi, xốp luôn. Má áo này xốp luôn. Áo này xốp luôn. 27 19 38. Đồ khá nhỏ. Chứ được 3 món này thôi anh em ơi. Và bây giờ Khải sẽ tổng hợp anh em đồ xem nha. À, rất là nhỏ luôn. Nói chung là được một cái đai lưng là khá là bù lỗ nè em ơi. Đai lưng này có bán 6 triệu hoặc là 7-8 triệu cũng có thể mua phát một luôn nè. Nếu như anh em nào mà đang sở hữu mà đang cần đai lưng này thì sự là quá pin. Cao thủ nào cần đai lưng này, cao thủ nào ở trên live cũng như là đang xem trên view này á, thích cái đai lưng này inbox cho Khải nè em ơi. Nếu mà có bán thì Khải sẽ bán đó. Không ra ông ba nè em ơi, ra được đúng một đai lưng mắt pin hơn anh em ơi, gỡ lại đai lưng mắt pin khá là ton luôn.
thực sự là không 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 có ra được lưng bắt pin là toàn luôn nè. À, cái áo này ra 41, nếu mà ra 47 thì cũng được vài kim nè, không có người bọn hiệp cốt luôn. 23 rương, 23 rương. Rồi ok, và anh em đừng quên đỡ lại video này, Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và hiện tại lúc nãy Khải cái mở thì được đai lưng này, mắt pin 80, giống độc sinh lực 30, và một cái dây chuyền làm chậm 40. Cái dây chuyền này bèo lắm, bắn được 5 kim thì bục 5 kim thì nó bù lỗ cái đại cũng được 2 rương nè. Và dây chuyền này cũng được, cũng vậy nè, dây chuyền này bán bèo lắm cũng được 5 kim đó. Hai món này cho 10 kim đi thì bù được 3 rương, bù là được 3 rương, còn lỗ 20 rương, 20 rương thì mở được cái đai lưng này thì quá pin luôn, quá ok luôn. Ok anh Long Thanh đợi tới anh ơi, cứ từ bình tĩnh. Rồi cảm ơn hơn 500 anh em đã xem video này, và đừng quên đỡ lại cho Khảo like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và nếu như video này hơn 200 like thì nếu có duyên, nếu có cơ hội thì có thể sẽ tiếp tục mở thêm 10 rương hay 20 rương gì đó cho anh em xem tiếp tục ở những video tiếp theo nha anh em ơi. Còn áo này thì thực sự là quá rác luôn, 41 thì sự quá rác, đang bán hoài mua luôn, toàn nhẫn vô tình không. Mấy nó mà ra mấy cái nhẫn này anh em thực sự là rất là tưởng là nhẫn ăn ban, nhưng mà hiện tại ạc này ạc nữ nè, ạc nữ mở mà thì nó đen đen xì này thì thực sự là không phải ăn ban. Nếu mà ạc nam thì còn có cơ hội mình bói rồi hay ho. Này ạc nữ nè, ba nhẫn sức mạnh hiệp cốt quá nhỏ. Rồi đừng quên đỡ làm một like chia sẻ ủng hộ cho, và đừng quên nhấn nút đăng ký mạnh em ơi, nhấn nút đăng ký mạnh đỡ lần sau chờ đợi theo dõi những video tiếp theo của Khải em ơi. Và nếu anh em có sự ủng hộ thì có thể ủng hộ Khải ở Blackdoor cũng như là cái tài khoản ngân hàng bên trên cũng như là mã QR bên trên màn hình like nha em ơi. Ok, cảm ơn em rất nhiều.